Mọi người có nhu cầu mua Free Fire, thử một like kim cương, quay tay nhận ngàn quà khổ và nhiều phần thưởng khác chỉ với 25k. Mua nick Free Fire giá rẻ chất lượng hãy đến với shopanhpho.com. Và xin chào các mọi người đã quay lại với channel Pho. Anh em thấy một khẩu 1451 trên tay phải không? Đẹp vãi nồi, gọi là đẹp vãi cả trường luôn ạ. Lông chim màu xanh xanh đấy các em. Mình chưa thấy lông chim gì là màu xanh nha, mình chỉ thấy lông chim màu đen thôi. Lông chim bay hiệu ứng các thứ. Và đây là khẩu súng trong vòng quay gọi là vòng quay M41 siêu điểu. Và anh em biết gì không? Cây này á, mình không tốn một kim cương nào, mình sửa 4 cây em ạ. Nay mình cũng quay thử 3 lượt em ơi. 3 lượt thử xem nó có dễ ra không. Nhưng mà cho dù ra thì mình cũng có rồi. Anh em biết rồi đó. Trước đây mình hay đi chơi chiến đẳng cấp. Thì gần như là bên cái phần quy đổi trong chiến đẳng cấp mình đổi full hết rồi, không có gì là mình không đổi mà. Đây cho anh em xem luôn. Sưu tập này. Đó, anh em xem video review kho súng mình thì biết 4 cái này anh em ạ. Wow, nhìn hiệu ứng này. Đây là lông chim màu xanh anh em. Đây là lông chim màu vàng. Đó, còn đây là lông chim màu đỏ. Mà mình không thấy cái nào gọi là hiệu ứng lông chim màu đen cả. Đấy, nó toàn các người không à. Nhưng mà mình để ý màu xanh khá là đẹp em ơi. Màu xanh em thấy không? Tươi vãi lìn ra. Màu vàng này được cái là chỉ số màu xanh nó khác nhau thôi. Đấy, chắc chắn là anh em một là chọn khẩu này, hai là chọn khẩu này để chơi này. Đó, hiệu ứng là đẹp vô cùng luôn. Nhưng mà mấy cái này mình không bắn mà. Mình hay bắn cây rừng xanh này. Hoặc là cây này. Với lại là cây này mình cũng ít khi bắn lắm. Nếu mà cầm theo bắn thì cũng được. Bởi vì hiệu ứng nó đẹp vãi trưởng luôn. Thank you.
đi cho rồi em ơi. Trời ơi, hát thằng một quèn tính vãi lên mà. Ok, chiếc clip của mình xin kết thúc tại đây rồi. Anh em đừng quên để lại cho mình một like, một share và một comment vì nó hoàn toàn miễn phí nha.